Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp đang là một trong những thế mạnh của tỉnh Điện Biên. Để phát huy tiềm năng đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó hình thành các vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhiều giải pháp cụ thể đã và đang được các địa phương triển khai nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Các địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển vùng trồng cây ăn quả chủ lực theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa bền vững, chú trọng phát triển chăn nuôi theo lợi thế vùng và phù hợp với nhu cầu thị trường, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại. Trong đó, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải đi đầu trong triển khai thực hiện, nhờ đó đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và trực tiếp đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình trồng bí xanh trên địa bàn tỉnh và ngay tại xã Trà Nưa, anh Pòng Văn Huế, bản Nạ Ín, xã Trà Nưa, huyện Nậm Pồ đã bắt tay vào trồng bí xanh. Sau hơn 4 tháng trồng và chăm sóc, đến nay diện tích bí xanh của anh Huế đã cho thu hoạch với năng suất và chất lượng cao. Nói chung là chăm sóc cây bí là rất là tỉ mỉ theo kỹ thuật. Bước đầu là mình phải làm đất ký vào, xong là bón phân, rồi trùng làm theo sự hướng dẫn của bên kỹ thuật thì đến nay thì cây bí đã sinh trưởng và phát triển tốt và đạt năng suất cao. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là những cây trồng mới, luôn là điều bỡ ngỡ, thậm chí khó khăn đối với nhiều người dân. Thấu hiểu được điều này, xã Trà Nưa xác định cán bộ đảng viên phải là người thực hiện trước, tạo niềm tin cho bà con nông dân làm theo. Theo đó, xã đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên hướng dẫn giúp đỡ bà con về kỹ thuật trồng bí như làm đất, lựa chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch sản phẩm. Chính quyền lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông xã đã xuống hướng dẫn bà con về kỹ thuật là ươm giống, làm đất, xong trồng và hướng dẫn bà con là phun thuốc, tưới phân đúng định kỳ theo hướng dẫn theo công ty giống. Với thời gian sinh trưởng ngắn lại cho năng suất cao, bình quân đạt từ 70 đến 80 tấn trên hecta. Với giá bán từ 5 đến 10.000 đồng 1 kg tại vườn, trừ mọi chi phí, người dân có thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng trên 1 hecta. Đến nay, toàn xã đã phát triển được 14 hecta bí xanh với 36 hộ dân tham gia trồng, tập trung tại 4 bản gồm Bản Cấu, Nà Ín, Pa Có và Nà Căng. Toàn bộ diện tích bí xanh này đang được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm. Việc làm này đã giúp người dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi liên kết với Hiệp hội Bí xanh miền Bắc để chúng tôi thực hiện cái mô hình này. Đến giờ phút này thì phải nói là rất là hiệu quả. Và tới này chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình và cũng sẽ rất là cẩn thận trong cái việc là chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời là tìm đầu ra cho nó ổn định. Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển vùng nguyên liệu cây chanh leo, cây quế và phát triển vùng sản xuất rau củ quả an toàn đến năm 2025. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ chỉ đạo cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện tiên phong thực hiện. Sau khi thành công, sẽ nhân rộng mô hình và chuyển giao công nghệ tới người dân, đồng thời chủ động liên kết với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người dân. Đến nay, toàn huyện đã trồng được hơn 1.000 ha cây quế, 50 ha chanh leo và 30 ha rau củ quả an toàn tại xã Sì Pà Phìn. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí ban thường vụ cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên và các đồng chí lãnh đạo từ cấp huyện trở xuống tham gia ít nhất là một mô hình sản xuất. Thế và tất cả các dự án sản xuất này thì cán bộ lãnh đạo đều làm nòng cốt,
Thế và khi mà các dự án phát triển sản xuất thành công thì đều phải được chuyển giao cho người dân. Đây là một trong những giải pháp tôi nghĩ là rất là hiệu quả trong việc phát triển nông nghiệp giai đoạn vừa qua. Đối với huyện Nậm Pồ thì chúng tôi xác định là phát triển về lâu dài, đó là phát triển cây quế. Và phấn đấu đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ phát triển khoảng độ 5.000 hecta cây quế. Và tiến tới đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì cố gắng phát triển khoảng độ 20.000 hecta cây quế. Đặc biệt là đây là từ cái nguồn vốn hỗ trợ, từ nguồn vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia. Thế nên là tất cả các cái mô hình sản xuất này thì đều có các đơn vị bao tiêu sản phẩm để đảm bảo đầu ra cho bà con. Với lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai, để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Điện Biên đã định hướng và phát triển thành vùng sản xuất tập trung cây ăn quả với quy mô trên 1.100 ha. Trong đó, chủ lực vẫn là bưởi da xanh, mít, nhãn, thanh long và ổi, tập trung nhiều ở các xã Thanh Nưa, Thanh Chăn, Thanh Yên, Nong Luống, Sam Mấn, Pom Lót, Thanh Sương và xã Thanh An. Triển khai dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Điện Biên tại 5 cánh đồng, tổng diện tích gần 350 ha. Triển khai dự án hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật giống lúa mới vào sản xuất với tổng diện tích 150 ha. Hỗ trợ máy cấy lúa, khay mạ để mở rộng diện tích cấy. Nghiên cứu đưa vào triển khai thực hiện một số cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa, để nâng cao sản lượng cũng như là giá trị của hạt lúa trên địa bàn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với lại tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa các cái mô hình sinh kế để tạo thêm thu nhập cho bà con. Đặc biệt là trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc thực hiện nuôi dê rồi là trồng dứa trên địa bàn của huyện Điện Biên. Bằng nhiều việc làm cụ thể, triển khai các mô hình thiết thực cùng với sự tham gia tích cực, đồng thuận cao của nhân dân, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 28 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 153 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện toàn tỉnh cũng đã có 72 sản phẩm OCOP, trong đó có 67 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 5 sản phẩm OCOP chứng nhận 5 sao. Tỉnh cũng đang tập trung trước hết là vào cái khâu sản xuất ấy, thì là chúng tôi là tích cực tham mưu chỉ đạo thực hiện cái kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và tạo cái liên kết chặt chẽ giữa các cái tác nhân trong cái chuỗi liên kết để chú trọng sản xuất ở trong đó để đảm bảo là tiêu chuẩn, quy chuẩn được chứng nhận, đảm bảo về an toàn thực phẩm, xây dựng các cái chỉ dẫn địa lý cũng như là cái thương hiệu sản phẩm. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục là thu hút cái nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, mà trước mắt thì sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực đầu tư vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực tế trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh Điện Biên cũng đã hình thành được một số cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, như là cái mô hình liên kết sản xuất lúa gạo các vùng Mường Thanh, liên kết sản xuất dứa tại Mường Trà, liên kết sản xuất rau an toàn tại các xã của Long Chảo, Điện Biên, rồi liên kết trồng mắc ca và liên kết sản xuất tiêu thụ chè của Tù Chùa. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hiện đã từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thì cần phải có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và người dân với các chính sách hỗ trợ cụ thể. Có như vậy, tỉnh ta mới khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững nông nghiệp. Một trong những nút thắt cần tháo gỡ để phát triển kinh tế ở tỉnh ta chính là kết cấu hạ tầng giao thông. Xác định được điều đó, trong những năm qua, bằng các nguồn vốn, chương trình,
nhiều tuyến đường được mở mới, nâng cấp và sửa chữa với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó đã tạo điều kiện cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, để phát triển, hoàn thiện và đồng bộ hạ tầng giao thông thì lại là câu chuyện còn nhiều khó khăn tại các địa phương hiện nay. Tuyến đường nội bản Ly Sôm, xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo đang được đầu tư xây dựng trước niềm vui, phấn khởi của bà con nơi đây. Tuyến đường có tổng chiều dài 1,3 km, mặt đường rộng 3 mét, tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Để tạo được mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, cấp ủy đảng chính quyền xã Trường Sinh đã vận động người dân tự nguyện hiến đất và tháo gỡ các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Tuyến đường này trước thì nó đi đường đội lắm, không đi được. Đấy, xe máy cũng lắm đúc này, mưa và thì phải dắt xe máy. Chúng tôi đã họp bản với nhau, đấy, cả bản. Đấy, ai nói chung thì đường ở gần, vườn tược ở gần đường, đấy, phải hiến đất cho nhà nước người ta làm đầu tư vào mình, cho mình đường đi lại. Riêng tôi thì rất vui mừng phấn khởi, cảm ơn nhà nước, đấy, quan tâm, đấy, hết sức giúp đỡ, làm con đường ngon nghẻ cho bà con đi lại rất khó khăn. Khoảng là tầm 800 mét vuông đất, coi như đất thì đất vườn trồng cây xoài này, cây bưởi này, cây cam này, nói chung cây nhãn này. Đây chỉ là một trong số rất nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã và đang được đầu tư trên địa bàn xã Trường Sinh. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân tại địa phương này cũng đã tích cực tham gia hưởng ứng bằng nhiều hình thức như đóng góp kinh phí, ngày công lao động và nhất là hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Trong thời gian vừa rồi thì xã Trường Sinh cũng được đầu tư từ cái kè bảo vệ ruộng, bảo vệ khu dân cư. Và trong năm 2020 trở lại đây thì xã Trường Sinh được đầu tư hỗ trợ về làm đường nông thôn, đường nội bản. Xã Trường Sinh có 7 bản cơ bản, bây giờ tất cả các bản thì cũng đều có giao thông nội bản đi lại thuận tiện. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay 7 trên 7 bản của xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo hiện đã được đầu tư, cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn với hơn 6 km của 14 tuyến đường nội bản. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đóng góp của người dân, còn có sự kết nối, kêu gọi hỗ trợ rất lớn của anh Nguyễn Khang Dũng, cán bộ công chức xã Trường Sinh. Bằng trách nhiệm, sự nhiệt tình của mình, thông qua Zalo, Facebook, anh Dũng đã kết nối kêu gọi các tổ chức, mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc, hỗ trợ, giúp đỡ bà con trên địa bàn. Đến nay, anh Dũng đã kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng làm đường giao thông nội bản cho người dân. Là một đảng viên thì tôi luôn gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng quê hương xã Trường Sinh để sớm trở thành xã chuẩn nông thôn mới. Cái nhóm kết nối để thực hiện cái chương trình nhân ái giúp đỡ bà con ấy thì chủ yếu là những người thân, người bạn, đấy, những người có chí hướng giúp vì cộng đồng phát triển. Thì tôi kết nối qua những đầu mối như thế, đặc biệt là dưới sự giám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban dân, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc thì tôi luôn dân chủ trong tất cả các cái khoản thu và chi cho các công trình nhân ái trên địa bàn của xã. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những tiêu chí khó hoàn thành trong xây dựng nông thôn mới hiện nay mà không phải địa phương nào cũng thực hiện có hiệu quả như ở xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo. Bởi đây là tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư lớn của nhà nước và sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân để xây dựng, tu sửa. Ngay đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tiêu chí này cũng khó duy trì và nâng cao. Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên là một trong 11 xã trên cả nước được Ban Bí thư lựa chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới và đã đạt chuẩn vào năm 2015. Đây cũng là xã đầu tiên của tỉnh Điện Biên đạt chuẩn nông thôn mới. Thế nhưng hiện nay đời sống của người dân nơi đây đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường chính từ quốc lộ 12 vào trung tâm xã. Qua quan sát, mặt đường một số đoạn gần như bị phá hỏng toàn bộ, xuất hiện hàng chục ổ voi lớn nhỏ. Nhất là sau những trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, khiến nhiều phương tiện không thể đi qua đoạn đường này. Nhiều người dân phải chọn đường tránh để di chuyển thuận lợi hơn. Tôi thì cũng người ở bên Thanh Yên. Đoạn đường của Thanh Chăn của mình thì nói chung là nó gần đường thành phố hơn. Trước kia nó đoạn đường này nó lẹp. Đấy, chúng tôi hay đi qua đoạn đường này. Đấy, bây giờ đoạn đường này nó có sóng cướp rồi, có ổ gà, ổ vịt nhiều.
Tôi đi đại bây giờ không đi được, toàn đi tránh đường ruộng thôi. Qua tìm hiểu, trên tuyến đường này thời gian qua có rất nhiều xe trọng tải lớn của các doanh nghiệp chở đất đá và vật liệu xây dựng thi công dự án đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực tỉnh Điện Biên chạy qua, dẫn đến tuyến đường này bị xuống cấp nhanh chóng. Em có đi qua đoạn đường này và mùa mưa em thấy đoạn đường nhiều ổ gà, hơi lội và khó đi. Em đi xe đạp thì phải đi chậm và không là ngã. Còn đây là tuyến đường giao thông nối từ cầu C9 đi qua trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thanh Yên, huyện Điện Biên với chiều dài hơn 3 km, hiện cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nhiều đoạn hiện đã hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ khác nhau, gây cản trở việc tham gia giao thông. Thậm chí nhiều đoạn đường đã xảy ra tai nạn. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mịt mù, đã ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe của người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên trục đường. Tôi thấy rất là bức xúc, mà dự án làm mấy năm nay rồi, mà làm chưa đâu vào mấy đâu. Thế mà cứ hết đoàn nọ về đến đoàn kia về, mà đến giờ phút giờ này để rất là nầy nội, mà nhất là mùa học sinh trẻ em đi học khổ lắm. Thế mà chúng tôi ở gần đây như đấy, thật ra là nó lụt ngập. Như mấy nọ nó lụt ngập rồi còn vào đến trong sân, nó làm gì có cống rãnh thoát nước. Chú cũng muốn làm cho nó xong cái đường, nó sạch sẽ nhà cửa chứ. Có ai muốn sống ở cái nầm nội như thế này. Cơ quan chức năng là vào xong là để cho doanh nghiệp nó làm, thúc đẩy doanh nghiệp nó làm cho nó khẩn trương để cho người dân người ta đỡ bức xúc. Chứ người dân đi làm người ta cũng bức xúc lắm. Bây giờ tôi chỉ mong các cán bộ làm cái đường này làm sao mà là cho các bà cụ như chúng tôi này, bà già này, đi cho nó dễ này, học sinh đi học cho nó dễ này, đi xe đạp này, lúc ổ gà này đi tránh nhau ấy, khỏi phải va chạm với nhau, nguy hiểm sợ lắm. Có đấy, nhiều, cái đoạn này có nhiều người ngã lắm rồi. Được biết, đây là tuyến đường huyết mạch liên xã, hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất nhiều. Khi tuyến đường giao thông này xuống cấp, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Được biết, tuyến đường này đã xuống cấp từ nhiều năm nay mà vẫn chưa được tu sửa kịp thời. Nó cũng lâu năm quá rồi, nó cũng xuống cấp, cái dòng xe cộ đi lại nhiều, chở lặng. Bây giờ thì tôi cũng mong muốn rằng nhà nước làm nó nhanh nhanh, bà con lấy cái đường đi lại. Bà con đi rất là đông, nhất là buổi chiều đến các cháu đi học, các cái giờ cao điểm nó cũng rất là đông, lầy lội hết, cứ mưa một cái là lội. Như là đi cái xe thì như là trâu đậm ấy. Hằng ngày em đi qua đoạn đường này là 4 lần, cả đi đường này nó khá là khó khăn, bụi với cả sóc, với cả trời mưa thì đi khá lầy lội, rất là trơn. Mỗi khi ô tô đi qua đường này thì nó khá là bụi nhiều. Quần áo thì bẩn hết, dính bụi hết. Mình đi một số đường nó nhiều ổ gà, mình phải nhường xe ô tô đi trước, rất là dễ tai nạn. Thách thức lớn nhất đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở tỉnh ta hiện nay vẫn là nguồn lực thực hiện. Mục tiêu của tỉnh Điện Biên đến năm 2030 là quy hoạch, nâng cấp đồng bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn đường cấp 3. Các tuyến đường tỉnh lộ cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp 4, cấp 5. Nhựa hóa và bê tông hóa 100% đường huyện và 80% đường xã gắn với xây dựng nông thôn mới có hạ tầng giao thông hiện đại. Theo dự kiến ban đầu sẽ cần đến hàng chục nghìn tỷ đồng để thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo các dự án theo quy hoạch. Cụ thể, tổng nhu cầu vốn dự kiến thực hiện quy hoạch giao thông là gần 52.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2020-2030 là hơn 28.000 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn lực trung ương, tỉnh hạn chế, vốn huy động trong nhân dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để có nguồn lực thực hiện phát triển hạ tầng giao thông, Điện Biên đang phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách, tích cực thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng mức hỗ trợ của tỉnh cho đầu tư xây dựng và cứng hóa đường giao thông nông thôn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.